Sau một ngày vật vã thì Bình cũng đã được nhập phòng khách sạn. Khách sạn của mình ở đối diện ngay với Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa. Một phòng rất đẹp, rất rộng. Có hai giường to. Giá nội bộ chỉ có 200.000. Đây. Đây là nhà vệ sinh. Đây là nhà tắm. Vòi sen đầy đủ. Lavabo rửa mặt. Toilet. Khăn tắm. Phòng này rộng tầm 20 m². Rất rộng. Thế mà dù bao nhiêu em mà chả có em nào đồng ý đi Sapa chơi với mình. Bây giờ để cho mình cô đơn thế này đấy. Biết làm sao được. Có cả điều hòa. Nhưng mà trên này mát lắm, chả cần điều hòa. Hy vọng rằng lần tới sẽ rủ được một em đi Sapa cho đỡ buồn. Đây là view phố này. Đó, Ủy ban Nhân dân thị trấn thị xã Sapa. Đó, đấy. Đấy là view phía ngoài, rất đẹp. Quá đẹp.